Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình Bình Net. Để nói đầu tiên cho mình, Bình Net xin chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Để không buồn lòng các bạn thì mình sẽ quay nhiều clip mới với nhiều mẫu xe mới để cho các bạn có thể tham khảo và biết được những cái tính năng của nhiều mẫu xe để các bạn có thể lựa chọn một cái mẫu xe mà mình ưng ý nhất nha. Khi các bạn đi mua xe nó không có bị bỡ ngỡ, tại vì cái mong muốn của mình á, mình muốn chia sẻ những cái hiểu biết của mình cũng như cái kinh nghiệm của mình để mình gửi đến các bạn. Khi các bạn muốn mua một cái mẫu xe mới nào, mình sẽ nhận biết được những tính năng cũng như động cơ trên xe được áp dụng một cái công nghệ mới nào đó. Thì ý của mình là mong muốn như vậy. Thì có những cái chia sẻ của mình đôi khi sai sót thì mong các bạn bỏ qua nha. Ngày hôm nay mình sẽ quay một clip về cái màu sơn mới của Yamaha, đó là dòng Sirius Fi 2024 hoàn toàn mới với hai phiên bản, dành đúc và phiên bản bánh căm phanh đĩa các bạn. Giữa một cái màu đen và một cái màu đỏ xám các bạn. Thì ở bên tay trái của mình đó là một cái màu đen nhám ở phiên bản dành đúc, và bên tay phải của mình màu đỏ xám ở phiên bản bánh căm phanh đĩa các bạn. Hai cái mẫu màu mới nhất hiện nay mà được nhiều bạn trẻ ưa chọn. Thì mẫu Sirius Fi hoàn toàn mới nâng tầm một cái phong cách mới của Yamaha các bạn. Thì nói về mẫu xe Sirius thì cái sự tiện nghi cũng như một cái mẫu xe phổ thông mà nhiều bạn sử dụng nhất nha. Với một cái hoàn toàn mới của Sirius Fi cải tiến về một cái hệ thống bung xăng điện tử các bạn, tối ưu hóa được cái lượng nhiên liệu đưa vào buồng đốt cũng như tối ưu hóa thời điểm đánh lửa với cái tăng độ nhạy của tay ga các bạn. Hai phiên bản, một bên là mang cái sự sáng và một bên mang cái nét mạnh mẽ cũng như ở phiên bản màu các bạn, hai mẫu màu. Thì động cơ của Sirius là 113,7cc 4 thì SOHC cylinder các bạn. Dòng động cơ được sử dụng bít tông nhiệt đúc nhẹ cùng với xi lanh kiểu ống gai làm tăng cái hiệu suất tải nhiệt, giúp hạn chế cái sự rung động khi các bạn vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường các bạn. Thì Sirius Fi mới vẫn giữ những cái nét nổi bật của người tiền nhiệm là với một cái cò mổ con lăn, cần đạp vẫn giữ là tiến lùi 4 số các bạn, sử dụng một cái hệ thống bô giảm thanh cực kỳ tốt luôn các bạn. Ở hai phiên bản, Sirius bánh căm thắng đĩa các bạn sử dụng là màu đỏ được phối giữa một cái mặt nạ trước nó là màu xám để nó tạo nên một cái diện mạo mới, cũng như ở bên phiên bản dành đúc các bạn, màu đen nhám thì cũng được phối mặt nạ trước là một cái màu đen bóng để cho nó sáng ở cái phần khúc trước lên các bạn. Thì ở dòng Sirius Fi 2024 các bạn được phối một cái mẫu pha đèn, vẫn sử dụng là bóng halogen các bạn, với một cái hệ thống đèn ổn định nhờ thay đổi nguồn điện một chiều thay vì xoay chiều như thế hệ cũ các bạn. Thêm là hai cái đèn định vị nằm ở hai vị trí trái phải chung với một cái mẫu pha đèn luôn các bạn, để tạo nên một cái sức hút mới của mẫu Sirius Fi các bạn. Các bạn nhìn ở phần trước á, thì mình thấy một cái mẫu xe được thiết kế cái phần yếm có một cái thay đổi lớn các bạn, được làm 3 phần tách rời gồm mặt nạ trước và hai yếm hai bên, nó không như thế hệ ở 2022 là một miếng liền các bạn đó, để tạo nên một cái sự mới lạ hoàn toàn của mẫu xe Sirius Fi các bạn. Đồng hồ thì vẫn sử dụng là đồng hồ analog các bạn, nhưng mà nó gồm 3 học chia bố trí một cách đơn giản nhưng nó mang lại tiện lợi nhất cho các bạn sử dụng xe nha. Bên tay trái là báo số, còn bên tay phải là báo xăng, chính giữa đảm nhiệm km các bạn. Nhưng có một cái điểm lưu ý là kim báo xăng tự động trở về không. Khi kim báo xăng chỉ hiển thị mức xăng khi các bạn mở khóa, và các bạn tắt khóa thì sẽ trở về không các bạn. Nó không như thế hệ trước là các bạn tắt khóa nó vẫn giữ nguyên nha. Một cái sự cứng cáp nữa ở phần đầu là có thêm hai con vít nhựa để nó tạo nên một cái sự cứng cáp cũng như một cái sự chắc chắn ở phần đầu trước của mẫu Sirius Fi các bạn. Bên tay trái của mình là nút cốt pha, xi nhan và nút còi các bạn. Còn bên tay phải đã lược bỏ phiên bản 2024 và 23 đã lược bỏ cái nút tắt đèn các bạn, chỉ có nút khởi động thôi. Nếu các bạn nào muốn tắt đèn thì mình mua cái nút công tắc của phiên bản 2022 các bạn gắn vô nha. Đó, ở dòng Sirius Fi vẫn sử dụng là khóa cơ, khóa dẹp các bạn, 4 trong 1, mở khóa, mở yên, khóa từ và khóa cổ các bạn. Đó. Thêm một cái diện mạo mới là tăng cái không gian để chăn các bạn. Thiết kế yếm xe được với ba cái cấu trúc tấm các bạn, tạo nên cái sự nhỏ gọn, đồng thời cung cấp nhiều cái không gian hơn cho phần đầu gối của người lái luôn các bạn. Hai cái yếm nó làm to hơn ở phiên bản trước các bạn, để nó tạo nên một cái diện màu mới khi các bạn ngồi lái cực kỳ là thoải mái nha. Phần sau của hai phiên bản, ở phiên bản màu đen GC thường thường mình thấy đa phần là dành đúc thì được phối là phiên bản GC hết các bạn, được mạ rơm một cái tem GC ở phần ốp sườn sau, tạo nên một cái sự sáng cũng như một cái sự chắc chắn ở phiên bản. Hầu như là mình thấy mỗi phiên bản thì nó có một cái nét đẹp riêng và một cái màu sắc nhã nhặn riêng, cho nên mình khuyên các bạn thích mẫu màu nào thì các bạn cứ mua mẫu màu nấy, tại vì mỗi mẫu màu nó có một cái nét đẹp đặc trưng riêng, mỗi bạn thì nó có một cái sở thích màu khác nhau nha. Thì cho nên mình khuyên các bạn thích màu nào các bạn có thể mua màu nấy thôi, tại vì mẫu mình mua xe để mình sử dụng nha các bạn. Thì ở phiên bản bánh mâm thì mình thấy cái sự đầm cũng như cái sự chắc chắn ở dàn chân, tại vì nó nặng hơn ở cái phiên bản bánh câm. Thì bạn nào mà yêu quý ở cái sự sáng cũng như nhẹ thì các bạn có thể chọn phiên bản bánh câm phanh đĩa. Còn bạn nào mà sợ cái phanh đĩa trước mình bóp thắng gấp hay dính thì các bạn có thể chọn mẫu phanh cơ. Nó có 3 phiên bản để cho các bạn lựa chọn, phanh cơ, phanh đĩa và phiên bản dành đúc các bạn. Thì ở mẫu bô của dòng Sirius Fi mình thích là một cái sự tinh tí, là cũng như mẫu bô mình thấy thon gọn với cái tiếng bô nghe trầm ấm và cực kỳ là im ở mẫu bô của Sirius Fi luôn các bạn. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó mang lại những cái tiện lợi nhất cho các bạn sử dụng xe. Thì ở cái phần đèn hậu sau thì mình cũng được thiết kế lại một cái mẫu đèn hậu với một cái góc giác từ dưới vuốt ngược lên, nó nhọn về sau để nó tạo nên một cái diện mạo mới của phiên bản siêu thường 2024 các bạn. Mẫu si thường vẫn sử dụng là hộp số 4 cấp các bạn, tiến lùi 4 cấp nha các bạn, có cần đạp luôn. Khi mà các bạn đề không được thì các bạn có thể đạp ở mẫu xe Sirius Fi các bạn. Động cơ là 113,7 cc, sử dụng lọc nhớt G các bạn, cho các bạn có thể dễ dàng mà thay lọc nhớt luôn. Thiết kế ngoại hình mình thấy một cái thiết kế mới thể thao và tiện ích các bạn. Về cái ngoại hình nhấn mạnh cái kiểu dáng thanh mảnh và chú trọng việc tăng tiện ích cho người dùng luôn các bạn. Thì ở cái mẫu Sirius Fi thì cũng được yên xe được thiết kế mới các bạn, yên xe được điều chỉnh để người lái chống chân lên xuống thoải mái luôn các bạn. Thì mẫu xe Sirius Fi nó tạo nên một cái sự tiện lợi cho các bạn sử dụng gia đình hoặc các bạn đi làm, thì nó rất tiện nghi với cái sự tiết kiệm nhiên liệu ở dòng Sirius Fi là tối đa luôn các bạn, cho các bạn sử dụng xe một cách tốt nhất luôn. Một cái mẫu xe tầm trung hợp lý về giá cả nè, cũng như sự tiết kiệm xăng ở mẫu Sirius Fi hoàn toàn mới của năm 2024 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào.